Hai các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua lại con đường mà đi đường Thánh Đông mà hay mình hay đi biển á, đường ra phố Phú Hòa, đường Hùng Vương các bạn. Đường Hùng Vương á, đường này mình sẽ đi tắt qua cái chỗ mà chợ mới Đức Phổ á, đi xuống biển á. Đó các bạn coi cái bảo này. Đó Hùng Vương đó. Đó chạy thẳng ra là mình sẽ đụng cầu bào á. Bây giờ mình sẽ qua lại bằng xe nha. Đường này Anh ơi, nó anh đi cho chậm nha. tay anh ơi. Anh ơi, có bầu rồi. Mới phải con có bầu thiệt hả? Thiệt mà mới thấy có bầu mới nói mà. Ê, lại gần bắt đầu tưởng nó chưa chứ, tôi thấy con trẻ rồi tưởng Mà sao con dễ thương em, trẻ đấy, mang nó có bầu tôi chứ. con đẹp mà. Ừ. Thầy nó cũng đẹp thì em nó dễ thương mà. Đấy, để cái nhỏ đâu đang định á, đang định luôn. à, có một cái nhà Nè, như cái đó sao á, nhà đó nhà gì nhà thương của Mỹ á, nè Mỹ thương xài chỉ canh nó sẽ dụng trò ở trong đó. Đó cái đường này rộng ghê không, đi xuống biển đường ra là nhanh lắm các bạn, cả cái an cái tới. Chia làm hai lần mà vui hơn, chính giữa vừa vừa đắt to lắm nè, vừa cái khúc chính giữa đạo rồi chia làm hai lần đi. Đường là đẹp ghê không? Hùng Vương mày thôi. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đang sai chỗ này, xài lâu lắm rồi. Sao không rồi mà chưa chưa thăm miếng nào, em cô ngoài để mình nghĩ ra. Bữa giờ cái thằng nó lại gì Vinatax. À giờ mấy nay Vinatax hả? Đó hả? Qua chỗ này đất rất là rộng luôn á, hơn thang. Tàu lửa nó sang sang nữa ta, nó là không đi luôn. Thấy đường này không, sao mà không thấy? Sao kìa? Buồn ngủ. Em chưa ngủ ăn. Chưa ngủ cho sơ rồi. Chị thẳng lên luôn á. Chị thẳng lên qua cho nó thấy đường Hùng Vương. Đó thì phía trước là mình đụng quốc lộ nha các bạn, là thấy đường Hùng Vương rồi á. Bên cạnh đây là sẽ là cây màu sen, cây ngư màu sen. Sao gọi là màu sen? Tên cũng
hiểu. Thì nên nó nuôi rất đẹp thôi mà. Rồi đó, như vậy là đã hết đường Hùng Vương rồi nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. À, tắt chưa?